1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lên. Xin chào mọi người, các bạn đã quay trở lại với kênh của Ano nhá. Tiếp tục video thì ngày hôm nay em xin thông báo tất cả các bác một mẫu vang số cực kỳ cao cấp của chính hãng DK Pro. Đặc biệt ngày hôm nay có một mức giá rất tốt cho tất cả các bác. Tại vì sao nó cao cấp và trong tầm so với tầm giá tiền, đây là một chiếc vang số rất là hiện đại và cao cấp mà rẻ nhất của tất cả loại hãng từ trước nay. Thì đầu video các bác ủng hộ xin một like nhá. Đây là mẫu DK của vang DK Pro LC180E. Nó sử dụng phiên bản của X12, đầy đủ tất cả full chức năng 6 ao chỉnh dây độc lập cho tất cả các bác nhá. Và em xin thông báo tất cả các bác, các bác lưu ý rằng là em nhấn mạnh lại là những chiếc vang số của chính hãng rẻ nhất từ trước đến nay giờ và các bác chưa từng thấy có một mức giá rất tốt, thì em sẽ báo cuối video nhá. Các bác xem video nhớ ủng hộ xin một like và đừng tua video, em sẽ giới thiệu chi tiết nhá. Đây là một chiếc vang số này, DK Pro này. Giao diện của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây là hàng chính hãng đầy đủ giấy tờ luôn này. Ok chưa? Đằng trước mặt tất cả các bác nhìn như chiếc vang số X12 thì nó có sau khẩu input này. Có 4 mode này, 1, 2, 3, 4 thì như em cài chế độ 1 revert, 2 echo, 3 echo revert, 4 chế độ nghe nhạc, ok chưa? Dưới là phần là PMK chống hú này, phần music này, phần mic tổng này, recon là gọi chương trình, server là lưu chương trình. Và đây là lách trái phải của USB của M3. Và đây là volume của music tổng này, của effect tổng này, của mic tổng này. Ok chưa? Đây là hàng sản phẩm chính hãng của DK Pro nhá. Mà những chiếc vang số mà trong tầm tiền mà các bác đầy đủ full chức năng như này thì rất ít khi là có những hãng nào làm như này luôn các bác nhá. Được chưa? Công tắc nguồn này, jack kết nối nào USB phần mềm này, cổng bắt wifi này, ok chưa? Đấy, rất đa chức năng nhá. Và một cổng bắt bluetooth này, được chưa nào? Và có cổng quang OTG này, 6 ao chỉnh dây độc lập đấy, red flash sử dụng sister này, sub và center sử dụng mono này, và surround sử dụng sister. Tất cả 6 ao này sẽ cắt được giải HP và LP. Nó như là phiên bản của X12 luôn các bác nhá. Và sẽ hỗ trợ các bác sử dụng cổng hoa sen này, sub này, center này. Có hai cổng rec này cho các bác đặt thu âm riêng nhá, thu âm riêng. Dây livestream riêng, ok chưa? Tín hiệu đầu vào thì có cổng input 1, input 2, cổng quang bluetooth. Đó, mic thì có sử dụng là 4 mic cắm đằng sau. Đấy, được chưa? Đây các bác xem đằng sau trong nội thất của nó nhá, cực kỳ đẹp luôn. Con này sử dụng của nó là hai nguồn nhá, một nguồn xíu, nguồn vuông này. Tất cả linh kiện của nó sử dụng bằng linh kiện tụ vàng luôn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hàng chất lượng quá đẹp luôn. Các bác nhớ em nhấn mạnh là những chiếc vang số chính hãng mà đầy đủ full chức năng mà hay và chất lượng và giá tiền, chưa có cái hãng nào được một giá tiền được giá rẻ như này. Và ngày hôm nay em sẽ bán giá cực tốt cho các bác luôn nhá. Được chưa nào? Bây giờ sẽ quay phần mềm này. Phần mềm nếu như các bác nào nhìn sang lại thì không khác gì con phần mềm của X12 nhá các bác nhá. Giao diện của X12 này, được chưa nào? Đầu tiên là phần cổng main, lên main tổng này. Em sẽ tắt zoom này. Main tổng thì nó có cắt giải HP này, 6 ao chỉnh dây độc lập nhá. Được chưa nào? Cổng center này, cổng sub này, cổng surround này, có cổng rig này cho hỗ trợ các bác là livestream thu âm này. Được chưa? Và con này thì nó có mic cái chế độ effect, echo đi vào riêng biệt, đúng không ạ? Echo đi vào riêng biệt. Nó giao diện X12 như nào nó là như thế luôn. Và khẳng định tất cả các bác nó cực kỳ hay từ trước nay. Ok chưa? Đằng trước của nó hiển thị đây các bác nhá, hiển thị là music này, effect này, mic này. Đấy, có này là em đang chạy chế độ bluetooth này. Khi các bác muốn chọn chế độ các bác chỉ cần ấn gì ạ? Input luôn này. Đấy, cổng quang này, 13 này, auto này. Đấy, được, rất nhiều cổng in1, in2 này, bluetooth này. Đặc biệt cái ưu điểm ở đây nhá các bác nhá. Ưu điểm của cái con vang này á, nó sử dụng là gì ạ? Chiếc điều khiển remote điều khiển từ xa. Nó như X12 luôn và chỉnh được cả bát tép trực tiếp, chỉnh bát tép lưu trực tiếp ở dây điều khiển này. Nó rất tiện lợi khi các bác muốn nghe làm sao ạ? Cái chương trình một này các bác muốn nghe nhiều giải bát, giải chung, giải tép, các bác tự động tăng ở đây, và khi các bác muốn lưu lại các bác ấn server lưu phát là xong. Ok chưa? Một chiếc điều khiển rất thông minh luôn. Và bây giờ em sẽ test thử tiếng mic cho các bác nghe nhá. Và em sẽ báo giá cuối các bác hỗn sim online nhá. Đây là chế độ 1 này, chế độ reverb này, em đã lưu sẵn này. Chế độ 1 nhá. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, low, lên. Chế độ 2 là chế độ hoàn toàn là echo này. Lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và hiện tại em đang để FBX chống ngú là mức 1, nó hiển thị trên màn hình luôn. Được, chế độ 3 là echo reverb này. Được, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, low, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, low,
tiếng cực kỳ quá hay luôn các bác nhá. Và em báo giá trực tiếp cho tất cả các bác. Và em khẳng định tất cả các bác là những chiếc vang số của chính hãng là giá có một mức giá rất tốt nhất từ trước này so với tất cả các hãng. Và đây là cam kết các bác, đây là hàng chính hãng của DK Pro nhá. Giá em báo trực tiếp các bác là 3.400.000 em bao ship bảo hành qua 1 năm. Nào các bác đã muốn thấy một chiếc vang số nào hiện đại đầy đủ full chức năng, tiếng của nó eco thì vật mượt mà nó hay như thế chưa? Chưa bao giờ có đúng không? Thấp nhất những chiếc vang số mà phần mềm giao X12 mà chip xử lý đầy cao này, mà nó tất cả full chức năng, có cổng quang Bluetooth, cổng quang Wi-Fi luôn, đầy đủ luôn. Thấp nhất phải tầm 4.500.000 đến 5.000.000. Tất cả các hãng, nhưng đây là hãng DK Pro, bên em sẽ xin được một phép bán mức giá là với 10 chiếc chiên quát đầu tiên mức giá là 3.400.000 mà em bao ship bảo hành 1 năm. Bao setup cho các bác đầy đủ 4 chế độ luôn nhá. Có tất cả đầy đủ full chức năng, full hộp xốp luôn. Đây. Các bác nhìn đây là full hộp xốp này. Gồm của nó là một cái gì ạ? Một cái quyển tablo của DK này, hướng dẫn sử dụng này. Cái thứ hai là một đĩa phần mềm riêng biệt này, có phần mềm của X12 Pro này nhá. Và đây là một chiếc cổng kết nối USB 2.0 và một chắc nguồn và một chiếc điều khiển đi kèm. Bên em sẽ bảo hành các bác full hộp xốp này 1 năm với mức giá 3.400.000. Khẳng định tất cả các bác này, em đính chính lại là từ trước nay những chiếc vang số chính hãng chưa có một chiếc vang số nào mà giá cực kỳ tốt như này. Mà chất lượng các bác nghe qua, em quay điện thoại nhá. Bây giờ xin test loa các bác nghe nhá. Test lại một nữa tiếng mic này, 4 chế độ này. Các bác đừng tua video nhá, 4 chế độ luôn nhá. Chế độ 1 này, reverb này. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên. Cái độ reverb nó rất là dày đúng không ạ? Tiếng xì nó rất là mịn luôn. Chế độ 2 echo này. Đây, 5, echo như 5.6 luôn. 1, 2, 3. Chế độ 3 là echo reverb này. 2, 1, 2. Và bây giờ em sẽ chọn là cổng Bluetooth. Em sẽ phát nhạc đây, em sẽ hát thử, test thử nhá. Chất nhạc nó cực kỳ hay luôn. Ok, đây là em hát chế độ echo đi bạn. Một ca khúc giọt nắng bên thềm nha. Được. Hiện tại đã nhà mắt qua Bluetooth anh em nhá. Rất tiện lợi luôn, vang số và mắt qua Bluetooth. Hoa vẫn hồng chiếc sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băng khoáng, giọt nắng đang rơi bên thềm. Bài hát băng khoáng, bài hát viết bao kỷ niệm đã vội lãng quên. Lâu lắm rồi em không đến chơi, chim vẫn hót như vườn đấy thôi. Một sớm mai kia chờ thấy hư vô trong đời. Người vẫn đâu đây, người đã biết không đến đời, chỉ là thế thôi. Bài hát tìm trong ký ức từng chiều hoàng hôn, bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng bên OK tất cả các bác, đây hiện tại đang nói tiếng reverb kinh một với mật độ reverb cực kỳ là dày, sang xịn mịn, rất là sang luôn. Chế độ 2 thì echo mềm như 5.6 luôn. Ở đây một sinh thay bộ thú có đôi ngàn đi bầu trời cảnh phật. OK cho anh em, chế độ 3 thì anh em hát bolero nhạc vàng dân ca rất là mượt mà này. 5, 6, 7, 1, 2 còn nhớ tên em. Xin gọi anh là kẻ thù
D1. Ok tất cả anh em nhé. Và mức giá ngày hôm nay em khẳng định tất cả các bác là trên toàn quốc với mức giá những cái chiếc vang số mà nó sử dụng phần mềm X12 Pro này cao cấp này. Chưa có một đơn vị nào có một cái mức giá nào rất tốt như ngày hôm nay. Mức giá phải đi đôi với chất lượng nhá. Đây là mẫu vang chính hãng DK Pro đời mới, mở đa full chức năng hiện đại đầy đủ, cổng quang Bluetooth này có cả cổng wifi rất đầy đủ luôn anh em nhá. Được chưa ạ? Hiển thị rất màn hình luôn, em khẳng định các bác không hay các bác giả về giúp em luôn. Được chưa ạ? Không cần phải cọc luôn. Các bác cứ nhận hàng test kiểm tra thanh toán đấy nhá, đằng sau của nó này. Rất là đẹp luôn. Em cam kết các bác luôn, bởi vì là sẽ lọc xin công ty là một mức giá là 10 chiếc đầu tiên cho tất cả anh em là mức giá 3.400.000. Chưa có một cái số tiền nào mà cái vang số nào mà nó rẻ mà nó chất lượng hay như vậy. Các bác muốn nghe trải nghiệm kỹ càng thì không được tua video của em, bởi vì em giới thiệu rất là rõ ràng luôn anh em nhá. Ok chưa? Một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác. Và các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. 0352 910 9. Một lần nữa xin chào tạm biệt tất cả các bác.